Trưa ngày 20 tháng 6, Công an huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định cho biết đã bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng liên quan trong vụ nhà dân ở thị trấn Vân Canh bị một số đối tượng ném lửa xăng tạo bơm xăng gây phát nổ lớn. Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Phi Hùng, sinh năm 2000, trú tại thị trấn Vân Canh, Lê Văn Thảo, sinh năm 2005, khu phố Hiệp Hà, thị trấn Vân Canh, và Nguyễn Văn Em, sinh năm 2003, làng Suối Đá, xã Canh Hiệp, Vân Canh. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Thảo và em khai nhận hành vi ném bơm xăng vào nhà ông Bùi Quốc Thành vào đêm khuya ngày 18 tháng 6. Trong đó, em lái xe máy chở Thảo trực tiếp mang xăng và chai thủy tinh tạo bơm xăng ném vào nhà ông Thành. Các đối tượng khai, Hùng là chủ mưu vụ việc. Theo đơn trình bày ông Thành, trước đây con gái ông đã kết hôn với Hùng và về nhà chung sống với mẹ của Hùng về sau cuộc sống vợ chồng lục đục nên đôi bên ly hôn nhưng mâu thuẫn vẫn kéo dài liên tục công kích đe dọa nhau trên mạng xã hội ông thành đã có đơn trình báo với các cơ quan chức năng về mâu thuẫn trên hiện vụ việc vẫn đang được công an huyện vân canh phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh bình định mở rộng điều tra làm rõ